Tranh Ngô Minh Châu lại mang tới cho quý vị một bức tranh cực kỳ đẹp, tuyệt vời, với kích thước phủ bì cả khung là 48 x 1m08, chất liệu là gỗ hương đỏ của Nam Phi, đã được chúng tôi hoàn thiện một cách rất tỉ mỉ. Gỗ thì được xử lý cực kỳ khô và hoàn thiện cũng xử lý một cách cực kỳ đẹp và sáng. Với quy cách là 48 x 1m08, khung dày 4 phân, ván dày 2 phân rưỡi, được đục chạm nổi kênh bong cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Dòng chữ rất là nổi. Chữ này là liền gỗ quý vị nhá, chúng tôi đục lên chứ không phải là dán quý vị ạ. Rất nhiều khách hàng thắc mắc là không biết là dán là gì mà sao nó dày thế. Nhưng thưa quý vị, đây là liền và nhẵn lắm quý vị ạ. Chúng tôi hoàn thiện cực kỳ nhẵn và mịn, đúng không ạ? Sờ rất mát tay. Thì có dòng chữ để bổ nghĩa cho chữ nhẫn lớn là đắc nhẫn công thành, đúng không ạ? Bên đây là có khi nhẫn để bình an, có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng. Và một câu kết cực kỳ tuyệt vời là chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được đời càng hiển vinh. Phải nói là một tác phẩm nghệ thuật, không những nghệ thuật mà mang đầy ý nghĩa. Một bức tranh kích thước 48 x 1m08, chúng tôi bán cũng đồng giá bằng kích thước, thì cùng giá nhau là 1,6 triệu bao ship toàn quốc, nếu dát vàng thì thêm 100k. Quý vị nhớ đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào nút chuông theo dõi để được thông báo những cái tác phẩm độc đáo của chúng tôi đăng lên, thì quý vị sẽ là người mua được những cái tác phẩm ưng ý. Tránh tình trạng là khi gọi điện thì chúng tôi đã bán mất rồi, đúng không ạ? Chậm chân xem sau thì người khác sẽ mua mất,